Xin chào tất cả anh em và đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái cũng mới về một lô máy hàng anh em, có thương hiệu là Classic nha anh em. Thì cái clip này thì Quang Thái giới thiệu với anh em về test con máy trong con máy cái mẫu này trước đây ha, cái mẫu ERC 200E trước ha. Đấy, thì cũng mới về một lô. Thì bây giờ thì Quang Thái test cái mẫu ERC 200E trước ha. Rồi, xin mời anh em ha. Rồi Quang Thái cũng cầm điện sẵn rồi đây anh em quay đây. Quay cầm điện thì sẵn đây. Giờ Quang Thái bật điện lên nè ha. Quay mặt trước nè. Đó, đây là màn hình điện tử nha anh em. Đấy. Đây là đang là ampe là 0.0 này. Và tối đa của nó Quang Thái coi 204 ha. 204 này. Mình tăng lên tăng xuống tăng giảm là mình tăng theo cái độ sắc dây thực mỏng anh em ha. Đây là tăng dòng, tăng ampe anh em ha. Bây giờ mình hàng sắc mình hàng 205 đi. 205 thì mình đỡ đâu có cỡ 100 thì dư sức rồi anh em ha. Rồi, quay vào đây em. Đây, đây là bây giờ là mình test thử là con này riêng 205 nha anh em. Còn đây là que Belly 2. Đây là que 205 và con này á, cái con này là riêng 205. Riêng 205. Đấy. Bây giờ Quang Thái test 205 trước ha. Đây, quay màn hình em. Đấy, 103 A này. Quay rồi. Rồi, em quay em đừng nhìn vô đây nó chém mắt nha. Em lấy cái màn hình em chèn mắt em lại. Em quay lên chèn mắt em lại. Nhìn chính vô. Đấy, giờ test nha anh em ơi. Đấy. Để cho nó hết tay luôn anh em. Rồi hết tay rồi anh em ơi. Đấy. Đây anh em. Hết tay rồi anh em. Đấy. Cái đồ ngấu nó rất ấy nha anh em. Đây anh em. Đây cái độ ngấu nó rất là tuyệt. Đây anh em. Đấy, cái đường mới hàng đây anh em. Đấy, cái độ ngấu nó rất đẹp nha anh em. Đó, cái độ cái vải ké này anh em thấy không? Đấy, cái đây là 205 anh em. Đây là mới một nửa công suất thôi nha anh em, 103 A. À, tốc độ quên công suất tối đa của nó là 204 ha, nãy mình nhận thử rồi ha. Đây là 205 hết cây luôn rồi, hết quy luôn rồi. Cái này 205 là kéo cả ngày luôn nha anh em. Bảo hành cửa hàng thì bảo hành thêm, còn công ty thì bảo hành 4 tháng mà cửa hàng thì bảo hành thêm 2 tháng nữa, 6 tháng anh em ha. Đấy, cái đây là chiên 205. Rồi cầm em anh test Belly 2 luôn. Cái này là Belly 2 là cái máy này nó hỗ trợ thôi nha anh em. Kim hàng là rất là khủng khiếp ha. Cái kim hàng đẹp ha, chắc chắn. Kim đây là kim của mấy cái 500 B anh em. Mấy cái dòng lớn anh em. Đến luôn anh em, phải tăng lên anh em ha. Cái này Belly 2 mình phải tăng lên cỡ 150 đi. Đây anh em. Chưa ăn mát anh em ơi. Đấy chị trong chưa đỡ đâu mấy. Đây là Belly 2 nha anh em. Đây ra nó hỗ trợ thôi anh em. Đấy, thử một đường giờ tăng lên xíu nữa ha. Đấy, một đường nữa rồi, tiếp đường nữa. Đây là đang đổ Belly 2 nha anh em. Belly 2 thì nó chỉ hỗ trợ thôi anh em ơi. Cái con này là chiên 25. Hỗ trợ như dụ như 5 7 cây 10 cây thôi nha anh em. Đấy. Anh em.
Đây anh em, đây là Belly 2 nhá. Đấy, đi đũa Belly 2 này. Thì Belly 2 này nó hỗ trợ. Thì con máy này là máy là 200A thì nó chuyên 2 năm thôi nha anh em. Đấy, độ ngấu của nó cũng rất là khiếp nha anh em. Đấy, hai cái đường mình mới test đây nè anh em. Đấy. Cái đường hàng nó sáng ha anh em. Đấy. Rất sáng, ngấu có vị rồi cũng bài bản lắm ha. Này nhỏ nhỏ nhưng mà có vỏ nha anh em. À, thì bây giờ Quang Thái cũng test hết 25 Belly 2 rồi. Ha. À, bây giờ khui một cái mới nha. Đây tắt điện lại. Khui một cái mới ra cho anh em coi bên phụ kiện bên trong nó như thế nào nha anh em. À, anh em mới cần thì liên hệ với Quang Thái ha. Đây anh em. Đây là một con mới của mình nha anh em. Đấy. Khui ra nè. Khui ra cho anh em coi thử anh em có một thêm một ít cho em. Anh em biết anh em có một ít thông tin ha, thông tin về cái sản phẩm này ha. Đấy, cái này là cái mới của Korea luôn, mình vừa test xong. Bây giờ bên trong đó này. À, phía bảo hành ha, hướng dẫn sử dụng ha. À, hướng dẫn sử dụng được tiếng Việt ha. Nói tiếng Việt luôn xuống ha. Với một cái dây đeo ha, để mình đeo lên vàng đồ cho nó dễ ha. Rồi bỏ qua đây. Rồi cái búa quýnh sĩ ha. Đó, búa quýnh sĩ. Rồi. Cái này nè, cái con máy này anh em tặng theo cái phụ kiện rất là đẻ luôn anh em. Dây ha, dây đồng 100%. Đó, đó Quang Thái nó coi là dây luôn. Dây này là nó dài dây mát là dài 2m nha anh em. Nãy Quang Thái cũng có đo cái mà đem ra test anh em. À, Quang Thái cũng đo luôn rồi, đo thử rồi. Thì bây giờ mình nói luôn, nãy đo nhưng mà không nói, bây giờ nói. Đây anh em, cái dây mát dài 2m ha. Đây anh em, một sải mình thì 1m7 này, cái này ra khúc nữa là 2m này. Đấy. Cái kìm hàng này anh em, đặc biệt là kìm hàng này em. Anh em thấy kìm hàng đẹp không? Kìm hàng đây là của máy dòng máy lớn luôn anh em. Cái loại mà máy kìm hàng nó chịu nhiệt tới 500A anh em. Đẻ lắm, cứng, to. Thì cái dây mát này, cái kìm hàng này thì dài 3m anh em. Một sải này, gần 2 sải này. Cái sải này như cái bè này là 3m. Là kìm hàng là dài 3m ha. Kìm hàng lớn ha. Đấy. Còn cái dây mát thì dài 2m. Đây anh em, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay anh em. Mà cái em này là nãy giờ mình test đó anh em. Đấy. Nhỏ nhỏ rất là dễ thương ha. Mặt trước cũng rất là thời trang ha. À, giống như nhìn rất bắt mắt ha. À, rất cắm nhỏ nha anh em. Cái này chuyên 2 anh em nên rất cắm nhỏ, nói luôn cho anh em biết ha. Đồng hồ điện tử. Nấm chỉnh dòng anh em ha. Đây xung quanh anh em, cho anh em xem luôn. Đây quang dòng là cây cánh quạt ha, tản nhiệt ha. Đây công tắc này, bật mở này, không là tắt là một là bật ha. Dây hàng thì đâu đó khoảng mét mấy anh em. Dây phía vô anh em. Đấy. À rồi, đấy, đợi Quang Thái cân luôn rồi. Máy không thì nó nặng cái đâu đó khoảng 2,4 kg nha anh em. Máy không 2,4 kg. Đấy, nguyên hộp thì nó 3 kg mấy anh em. Anh em ha. Rồi, kết thúc video, xin hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em. Tạm biệt anh em. Bye bye.